Tìm đâu được ngôi nhà cho quý vị xây mới hoàn toàn, ô tô đỗ cửa và giá rất là rẻ, chỉ nhỉnh 1 tỷ rưỡi một căn thôi thưa quý vị. Ở đây thì có 2 căn bán 1 và chỉ còn 1 căn. Thiết kế của ngôi nhà thì tương đối là hợp lý, giá rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, giá bán cả nhà và đất. Với vị trí ngôi nhà này gần trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần với trục đường quốc lộ 6, tiện ích đi lại đầy đủ, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Quốc Oai. Và với ngôi nhà này, ngoài sẽ quay và review cụ thể cho quý vị. Đường ngõ thực tế trước nhà nó khoảng tầm được 3m, cách với lại trục chính nha mọi người thì nó rơi vào khoảng tầm 200m. Và đường này thì ô tô có thể vào tận cửa. Thiết kế của ngôi nhà 3 tầng công năng sử dụng vô cùng hài hòa và hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Hướng nhà Đông Nam cực kỳ là mát. Và mời quý vị và khám phá cùng em với ngôi nhà thiết kế 3 tầng ra sao. Tầng 1 thiết kế cho quý vị. Ở đây thì được cái phần mặt tiền dài, cho nên với ngôi nhà này thiết kế rất là thoáng. Với cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện kéo nha mọi người. Và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với một cái ngôi nhà nhỉnh 1 tỷ 500 triệu mà giá bán đó cả nhà và đất, không phải là giá đất không đâu nha quý vị. Và với ngôi nhà này quý vị có thể trả trước 600 triệu đồng là quý vị có thể sở hữu nó. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm với những cái mức lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất quý vị nha. Đây là cái phần không gian phòng tầng 1 của ngôi nhà, đây là phần phòng khách. Thiết kế hài hòa, hợp lý, hướng Đông Nam thì cũng rất là nhiều quý khách hàng yêu thích. Bởi vì sao ạ? Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Với cái phần hoàn thiện còn thơm nguyên mùi sơn, chất liệu xây dựng cũng như là phần hoàn thiện cơ bản là rất chỉnh chu, đầy đủ. Tầng 1 thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện cho quý vị. Xung quanh vị trí nằm trong khu dân cư đông đúc, chợ trường phường trạm, tiểu học, mầm non cấp 1, cấp 2, ủy ban nhân dân, trạm y tế ngay gần nhà, đáp ứng đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ cho một ngôi nhà giá bình dân. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà quý vị ơi. Với phần hoàn thiện tủ bếp xong hết, chỉnh chu đầy đủ, tủ bếp này, mặt bếp này, rồi là phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đó, theo đúng như hiện trạng là sáng mua, chiều có thể dọn đồ về ở, sổ sách chuẩn chỉnh, trao tay quý vị nhé. Ngoài cái phần phòng khách này, phòng bếp này, ở đây phần phòng bếp thì mặt tiền rộng cho nên chủ nhà có thiết kế thêm được một ô cửa sổ thoáng, cực kỳ là thoáng ở cái phần không gian phòng bếp cho quý vị. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1 của ngôi nhà mọi người ơi. Đó, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Đó, hoàn thiện chỉnh chu, công năng đáp ứng cho một hộ gia đình sử dụng. Hai vợ chồng, hai đứa con, một ông bà vẫn cứ là ở thoải mái nha mọi người. Tay vịn cầu thang đây mọi người có thể nhìn thấy. Đó, từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ở đây thiết kế cho quý vị là đá granite. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà hơn 1 tỷ rưỡi này thì thiết kế ra sao, hài hòa, hợp lý, giá rẻ, liệu có ok không? Và Ngọc Ánh đang bước chân từ phía cầu thang tầng 1 lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Hướng ra phần mặt ngõ, cửa sổ thông thoáng đây mọi người nhé. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao đều được lắp đặt đầy đủ. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà tương đối ổn mọi người ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng ốc vuông vắn, dễ dàng kê giường tủ ở phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ. Tiếp theo, này, phần phòng ngủ này thì có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài được đây mọi người ạ. Đây, đấy, đón ánh nắng tự nhiên không ra. Phòng với ngôi nhà này thì nó nằm ở trên mặt ngõ, tuy nhiên nó không phải là ngõ thông, nó cũng không phải là căn cuối cùng. Cơ bản là giá rẻ, không khuyến khích khách hàng mà từ Hoàng Mai hoặc là tận Long Biên hoặc là Gia Lâm mua nhà ở đây nha quý vị. Bởi vì cái cung đường đi lại nó tương đối xa, cho nên Ngọc Ánh khuyến khích
Quý khách hàng là cứ xem hết video, xem hết cái công năng sử dụng, xem cái phần giá bán ở dưới miêu tả và liên hệ với lại Ngọc Ánh để được tư vấn xem cung đường ngôi nhà này có phù hợp với quý vị hay không, thì mọi người đi xem để đỡ mất thời gian vàng ngọc của quý khách nhé. Tiếp theo, tầng 2, thiết kế ngoài 2 phòng ngủ thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng cho 2 phòng ngủ, đầy đủ ốp toàn bộ gạch lên trên tới 2/3 trần, cửa sổ thông thoáng, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liên khối, đầu chờ, bình nóng lạnh được lắp đặt cho quý vị đầy đủ, lavabo đây. Đó. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Rất là chỉn chu đúng không ạ? Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Dạ vâng, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3, chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 3, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng thờ. Thực ra ở đây tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2, gồm 2 phòng trước và sau. Ở hai bên mọi người ạ, đều có cửa thì quý vị có thể thiết kế ra là một phòng ngủ, một phòng thờ, hoặc quý vị sử dụng 2 phòng ngủ làm mục đích tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đấy, còn phòng nào ở đây cũng ánh sáng tự nhiên, cửa sổ thông thoáng. Đây, phòng bên này. Như vậy, với căn nhà 30m, xin lỗi mọi người, cái ngôi nhà là 32m, thiết kế và xây dựng 3 tầng, công năng sử dụng rất là hợp lý cho một hộ gia đình có 4 phòng riêng và 2 phòng vệ sinh. Đây là phần sân phơi. Tổng thể, tổng quan ở xung quanh khu vực đây, mọi người có thể nhìn thấy nằm ở trong khu dân cư đông đúc, khá là yên tĩnh. Giá bán hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.